Bộ Quốc phòng Nga ngày 22 tháng 1 cho biết máy bay tác chiến chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh đã phá hủy hai kho đạn dược của lữ đoàn cơ giới số 23 của Ukraine. Lực lượng phòng không nước này cũng bắn rơi một máy bay Su-25 của Ukraine gần khu định cư Ivanovka ở vùng Kharkov, đánh chặn 6 tên lửa hành trình phóng từ trên không Storm Shadow và 5 tên lửa HIMARS trong 24 giờ qua. Ngoài ra, Nga cũng bắn hạ bể sáu máy bay không người lái của đối phương. Ở tỉnh Zaporizhia, Nga tấn công các lữ đoàn của Ukraine bằng pháo binh và UAV ở gần làng Robotin, Kamenskoye và Piaty khiến Ukraine mất 105 binh sĩ. Ukraine cũng mất một xe tăng, ba xe bán tải, cùng một số khẩu pháo xe c, -C D-20 và D-30. Ở tỉnh Kherson, Nga tấn công các đơn vị Ukraine khiến thương vong của Kiev lên tới 100 người, ba phương tiện cơ giới và một số hệ thống pháo bị phá hủy. Trong khi đó, Bộ Tổng Tham mưu của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội nước này đã tiến hành các cuộc giao tranh với Nga ở nhiều hướng khác nhau. Đơn vị không quân Ukraine đã tấn công một số điểm tập trung binh sĩ và thiết bị quân sự của Nga. Ngoài ra, các đơn vị tên lửa của Ukraine cũng tấn công sở chỉ huy và nhiều mục tiêu khác của Nga. Cũng trong ngày 22 tháng 1, ông Alexander Stupun, người phát ngôn của lực lượng Tavira, nhóm quân Ukraine hoạt động ở miền Nam cho biết, các lực lượng Nga đang dùng máy bay chiến đấu thích cực hơn ở thành phố Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk. Ông Stupul cho biết quân Nga đã mở 18 cuộc không kích trong ngày 22 tháng 1, trong đó dùng chiếc thang tấn công K-52 và bom dẫn đường.